Chào mừng mọi người đến với khóa học lập trình viên Node.js Upline tại Zenven. Và trong video này thì chúng ta sẽ tiếp tục xem một cái sản phẩm demo của một bạn học viên. Và sản phẩm này cũng dựa hoàn toàn vào cái Node.js website tin tức và website log. Lúc này thì bạn học viên cũng sử dụng một cái giao diện hoàn toàn khác so với giao diện được hướng dẫn. Và như mình đề cập rồi, đối với mỗi bạn sẽ có mỗi cái giao diện khác nhau. Bởi vì đối với mỗi giao diện sẽ có những cái cách xử lý và những cái cách code nó hoàn toàn nó khác nhau. Bây giờ thì chúng ta xem ngay tại trang chủ thì chúng ta cũng có cái phần hệ thống menu. Và trong chương mục thì cũng có những cái category nó được đổ vào đây. Cũng có chức năng tìm kiếm. Ví dụ như chúng ta đi ngay chức năng tìm kiếm, tìm với từ khóa là CH đi. Thì khi tìm kiếm mọi người thấy là những cái bài viết nào cái tên của nó có chứa từ CH thì nó sẽ được hiển thị ra. Và ở đây thì nó highlight luôn cho chúng ta nè. Rồi, di chuyển lại trang chủ. Thì chúng ta thấy ngay tại trang chủ ở phía trên, đó là danh sách những cái bài viết mới nhất. Bên tay phải đây là một tin nổi bật. Rồi có những cái tin tức ngẫu nhiên. Tiếp tục ở đây là cái hình quảng cáo. Còn bên tay trái của chúng ta, đây là category. Và ở đây thì nó có những cái bài viết nằm trong một category. Ví dụ như category thể thao, có những cái bài viết nằm trong hàng này. Category là y tế, khám chữa bệnh cũng vậy. Và ở đây thì các bạn cũng được hướng dẫn cách sử dụng kỹ thuật Ajax để load vào cho trang của chúng ta có cái tốc độ load nó được nhanh và mượt hơn đối với người sử dụng. Tiếp tục thì chúng ta có thời tiết nè, pháp luật nè. Ở phía dưới thì có phần giới thiệu về tác giả, ví dụ như bạn học viên này tên là Toàn. Và đây là những cái chuyên mục tin tức. Ví dụ như chúng ta vào một cái chuyên mục gì đó đi, thì nó cũng hiển thị ra cho chúng ta là những cái bài viết nằm trong chuyên mục này. Rồi, cũng có khá là nhiều bài viết. Truy cập vào một bài viết thì những cái URL bạn cũng đã xử lý cho nó thân thiện với bộ máy tìm kiếm rồi. Ở đây thì có thêm cái phần recom. Ở phía dưới thì nó có thông tin chi tiết của bài viết này. Có thêm những cái bài viết nằm cùng chuyên mục. Chúng ta qua tiếp cái phần là tin tức tổng hợp. Qua phần admin của bạn một tí. Thì ở trang chủ, trang dashboard, chúng ta sẽ đăng nhập lại ha. Rồi, mình sẽ đăng nhập lại. Chúng ta xem ngay tại trang chủ nè, cái trang dashboard của bạn. Rồi, truy cập lại vào vùng admin. Thì trang dashboard nó sẽ thống kê. Ví dụ như bao nhiêu group, bao nhiêu user, có khá nhiều cái phần thống kê. Có quản lý user, có quản lý bài viết. Có những cái người mà đã tiến hành liên hệ đối với website của chúng ta nè. Rồi, có những cái link RSS. Thì đối với phần RSS thì chúng ta cũng có link của RSS, những bài viết mà chúng ta sẽ lấy về. Ở đây thì cũng có khá là nhiều những bài viết được bạn lấy về. Ở bên tay phải thì cũng có luôn bốc giá vàng, bốc giá con. Cũng có trang thực hiện cái việc liên hệ. Như vậy thì mình cũng đã tiếp tục cho mọi người thấy một sản phẩm của một bạn học viên. Và cái sản phẩm này chúng ta hoàn toàn thực hiện được sau khi chúng ta học xong buổi 13 của khóa học.